Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cao Bằng tiềm năng phát triển. Thưa quý vị, vùng Cao Lục Khu, huyện Hà Quảng được mệnh danh là vùng đất khô khát, có địa hình chia cắt bởi những dãy núi đá vôi, điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt. Do không có sông suối, quanh năm thiếu nước sinh hoạt, thế nhưng sau nhiều năm triển khai đồng bộ các giải pháp, 7 xã vùng Lục Khu đã biến khó khăn trở thành lợi thế. Một trong những cây trồng được huyện Hà Quảng xác định là cây gừng hữu cơ. Sau nhiều năm triển khai thí điểm sản xuất liên kết, được doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, đến nay tiềm năng, lợi thế đã được khai thác, có 6 trên 7 xã trồng gừng xuất khẩu, đời sống người dân được nâng cao. Bài học vượt khó của gần 19.000 người dân tiếp tục được phát huy và nhân rộng. Phấn đấu đến năm 2025, vùng Lục Khu sẽ trồng hơn 1.000 hectare gừng nguyên liệu xuất khẩu. Khi bài toán thiếu nước sinh hoạt đã được giải quyết, một trong những cây trồng đầu tiên được huyện Hà Quảng tính đến là sản xuất gừng hàng hóa. Không thể phủ nhận vai trò của người đứng đầu, một thời sông pha, có công nhân rộng mô hình gừng trâu ở xã Cải Viên cũ. Đó là Trung tá Nông Văn Hòa, công tác tại đồn biên phòng Lũng Nặm, được tăng cường làm chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân An cũ từ 5 năm về trước. Trải qua nhiều năm gắn bó với biên giới, anh đã biến vùng đất quanh năm khô cằn, thiếu nước sinh hoạt, trở thành tiềm năng thế mạnh để trồng cây gừng. Việc làm đầu tiên của người đứng đầu Ủy ban Nhân dân xã mang quân hàm xanh là đứng ra ký kết hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn nông lâm nghiệp Đức Trung để bao tiêu sản phẩm cây gừng. Từ vài ba hộ trồng thí điểm, khi thấy được hiệu quả kinh tế, hàng trăm hộ gia đình ở xã Cải Viên đã tham gia trồng gừng với diện tích 20 ha, sản lượng mỗi năm đạt trên 300 tấn, ước tính thu nhập trên 2 tỷ đồng. Tới nay hội chủ tịch nông dân với là các cái hộ xóm mình là tiếp tục là vận động cho các hộ thâm canh với là mở rộng diện tích trồng cây gừng này. Hiệu quả kinh tế không cây nào bằng cây gừng. Mình xác định là cây này là cây gừng là cây mũi nhọn mà sẽ thu nhập cao cho bà con và là xóa đói giảm nghèo bền vững. Hiện nay là năm 20 ha, tới nay ta cố gắng làm sao là cho xã mình là khoảng từ 30 đến 40 ha làm vùng nguyên liệu gừng tại xã Vân An. Đấy, và cái chuỗi bao tiêu sản phẩm này nó phải lâu dài. Cây gừng là cây trồng truyền thống ở vùng Cao Lục Khu. Thấy được hiệu quả kinh tế, hai doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường Hà Nội và công ty trách nhiệm hữu hạn nông lâm nghiệp Đức Trung đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con triển khai mô hình trồng gừng tại một số xã theo hướng sản xuất liên kết, bao tiêu sản phẩm. Kết quả trồng thử nghiệm đã cho thấy chất lượng sản phẩm gừng ở đây đạt cao, phù hợp với tiêu chuẩn xuất khẩu, sau đó nhân thành vùng sản xuất hàng hóa, được địa phương tích cực triển khai, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ khi có doanh nghiệp hợp tác liên kết với nông dân, phát triển vùng nguyên liệu, người dân được hướng dẫn kỹ thuật, trồng đúng chuẩn, sản phẩm làm ra được bao tiêu với giá cao, ổn định. Là lãnh đạo xã được phân công phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, ông Dương Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nội Thôn đã chứng minh bằng việc làm từ gia đình mình để tuyên truyền nhân dân làm theo. Hơn 1.200 mét vuông đất trồng ngô hàng năm được chuyển đổi trồng 2 tấn giống cây gừng. Kết quả năm đầu đã cho thu hoạch hơn 4 tấn gừng tươi. Với giá thu mua gừng tươi bình quân từ 7 đến 10 nghìn đồng, năm đầu tiên, gia đình ông có thu nhập hơn 28 triệu đồng. Trên địa bàn xã là những thung lũng tương đối bằng phẳng, đất đai khí hậu rất phù hợp với là trồng cây gừng, trâu và cây lạc. Vì hai cây này dễ trồng và có giá trị kinh tế cao, phân công phụ trách các đồng chí xuống xóm để mà triển khai. Từ đó là nhân dân nhận thức được trồng cây có giá trị kinh tế cao, từ đó là tạo thu nhập cho người dân. Thì hàng năm thì diện tích gừng của xã đạt và vượt chỉ tiêu của các huyện giao. Từ kết quả kinh tế rõ nét, vụ gừng của Trung tá Nông Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cải Viên cũ khởi xướng, cũng như cách vận động tuyên truyền của ông Dương Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nội Thôn đã khiến cho nhiều hộ
chuyển từ đất trồng ngô sang trồng gừng. Đến nay, đã có 6 trên 7 xã đều trồng gừng xuất khẩu, bao gồm các xã Vân An, các xã Thượng Thôn, Cải Viên, Nội Thôn, Lũng Nặm, Kéo Yên, Tổng Cọt. Mỗi xã trồng từ 10 đến 26 hectare, nâng tổng diện tích gừng trâu vùng Lục Khu lên 300 hectare, sản lượng ước đạt hơn 2.000 tấn. Qua tuyên truyền vận động thì cũng đã xuất hiện nhiều cái gương điển hình và đi đầu trong cái việc tuyên truyền vận động người dân trong cái phát triển kinh tế hộ gia đình. Trong đó thì phải nói đến là các đồng chí bí thư, trưởng xóm và các ngành đoàn thể ở xóm là những người trực tiếp tuyên truyền vận động và cũng là người trực tiếp là người thực hiện các cái mô hình như là trong lĩnh vực phát triển chăn nuôi, trồng gừng và trồng các cây trồng khác. Đấy là từ đấy là làm gương cho người dân và người dân cũng noi theo và thực hiện rất là tốt và có hiệu quả. Cách chọn giống gừng cần chọn những củ to, mập, bề mặt sáng bóng, không non, không già, không sâu bệnh. Sau đó tiến hành ủ giống từ 7 đến 10 ngày, đến khi xuất hiện u mầm sinh trưởng thì đem ra tách hay cắt hom thành những đoạn củ, thân ngầm, có chiều dài từ 2 đến 4cm. Mỗi đoạn thân củ có 1 đến 2 u mầm. Mỗi kg củ giống cắt từ 10, 12, 15 đến 16 hom giống. Trên thực tế, nhiều loại nông sản được doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất, bao tiêu sản phẩm nhưng lại không bán được với giá như kỳ vọng, ảnh hưởng không nhỏ đến sức lan tỏa của mô hình. Xác định điểm nghẽn chính là khâu liên kết trong tiêu thụ, doanh nghiệp chú trọng hướng dẫn sản xuất theo quy trình phải gắn với đảm bảo các tiêu chí thu mua. Vì chất lượng là nền tảng để phát triển các chuỗi liên kết, bao tiêu sản phẩm mang lại giá trị cao cho nông sản. Hơn 200 ha về cây gừng, trong đó với sản lượng trung bình của mỗi ha là rơi vào khoảng độ 12 đến 15 tấn là mức trung bình nhất. Còn có ha về đất tốt, bà con chăm sóc tốt thì có thể đạt đến 20 tấn trên 1 ha. Với sản lượng như thế là giống của 1 tấn 1 ha là nó có thể rơi khoảng 2 tấn 8 đến 3 tấn 2 trong 1 ha là mình sử dụng giống bằng đấy sẽ được 1 ha. Và trong thời gian hiện tại đang thu mua này thì qua quá trình kiểm tra và thực tế đi thu mua, hướng dẫn cho bà con lựa chọn những củ gừng nào mà đạt chất lượng tiêu chuẩn của công ty. Vì công ty đa xe mình làm về sản phẩm hữu cơ cho nên là các loại thuốc bảo vệ thực vật, các loại hóa chất không được sử dụng vào cái để chăm sóc cây gừng của mình. 100% là về tự nhiên. Cho nên là về một số vùng cây gừng của nó sẽ là tương đối nhỏ, nhưng mà tuy nhiên cũng có những vùng cây gừng nó cũng rất là to và đạt năng suất của nó là rất là cao. Về hiệu quả kinh tế thì theo như đánh giá về hiệu quả kinh tế bình thường ấy, thì là nó sẽ gấp 3 gấp 4 lần cây ngô, bởi vì trên này là hầu hết bà con sử dụng trồng cây ngô, cho nên là công ty cũng muốn cho bà con để một cây gừng để có thể thành sản phẩm đặc biệt của vùng mình để mình có thể phát triển và nhân rộng nó ra nhiều hơn nữa. Ông Trần Văn Hiếu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường Hà Nội, sau nhiều năm trồng thí điểm cây gừng hữu cơ, nghiên cứu chất lượng gừng ở Hà Quảng, đơn vị đã gửi mẫu đến các đối tác từ châu Âu và được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường Hà Nội đang thu mua toàn bộ sản phẩm gừng của bà con ở vùng cao Lục Khu với sản lượng từ 2.000 đến 2.500 tấn trên một năm. Để xây dựng vùng nguyên liệu gừng hữu cơ, huyện Hà Quảng xác định mục tiêu đến năm 2025 mở rộng diện tích lên 500 ha và đến năm 2030 là 1.000 ha. Phối hợp với nhà đầu tư hướng tới xây dựng nhà máy chế biến tại địa phương. Do vậy, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chú trọng đến chất lượng, đảm bảo gừng hữu cơ sạch, đáp ứng các yếu tố xuất khẩu ổn định là mục tiêu, là chiến lược lâu dài của huyện Hà Quảng. Chính quyền địa phương của tỉnh Cao Bằng cũng như là huyện Hà Quảng có sự hỗ trợ rất là tốt cho doanh nghiệp như là công ty đa xe chúng tôi. Và chính vì thế những cái điều kiện đó chúng tôi cũng có sự hỗ trợ nhất định để chúng tôi có thể có xây dựng những cái mối liên kết chặt chẽ hơn đối với cả người dân. Và chúng tôi có
ký những cái biên bản ghi nhớ hợp tác đối với cả Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng từ giờ đến năm 2030 để chúng tôi có những cái tầm nhìn nó xa hơn, và chúng tôi cũng có ký kết hợp đồng kinh tế mua bán với cả từng nhóm hộ dân và có sự chứng kiến của Ủy ban Nhân dân xã. Những cái điều kiện đó là những cái điều kiện về pháp lý khi mà chúng tôi liên kết ở tại đây. Bên cạnh đó thì những sự liên kết như là sự cam kết, những cái hỗ trợ của công ty đối với cả bà con nông dân như là kỹ thuật, như là những cái đầu vào giống, phân bón, những cái sự hỗ trợ đó, một bên cạnh là pháp lý, một bên cạnh là về sự liên kết giữa con người và con người, chúng tôi đã tạo ra một sự liên kết rất là chặt chẽ giữa người nông dân cho đến chính quyền địa phương và doanh nghiệp. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là đây có thể trở thành một cái mô hình mẫu chuẩn, một cái mô hình mà chuyển giao từ sản xuất thông thường sang chuyển giao giữa sản xuất liên kết chặt chẽ giữa bà con nông dân đối với cả doanh nghiệp theo những tiêu chuẩn đạt tiêu chuẩn quốc tế, đạt những tiêu chuẩn cao. Và tôi hy vọng rằng là những cái mô hình này có thể được nhân rộng. Chính những cái điều này có thể là xây dựng một cái nền nông nghiệp của tỉnh Cao Bằng cũng như là một cái nền nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam một cách bền vững hơn. Từ bao đời nay, khi nhắc đến vùng cao Lục Khu, huyện Hà Quảng là hiện hữu những khó khăn trồng chất. Những tưởng nước sinh hoạt còn không có mà dùng thì việc lo làm giàu sẽ là ước mơ xa vời. Thế nhưng, khi người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức được vai trò trách nhiệm của mình để quyết tâm, quyết liệt triển khai bằng được kế hoạch đề ra. Cùng với việc triển khai đồng bộ, kịp thời các chính sách hỗ trợ, bên cạnh những khó khăn về địa hình, khí hậu, vẫn còn đó nhiều lợi thế tiềm năng, lợi thế ở địa phương cần được khai thác và phát triển, trở thành hàng hóa. Câu chuyện biến khó khăn trở thành lợi thế ở vùng cao Lục Khu, huyện Hà Quảng là mô hình thúc đẩy người dân làm giàu chính đáng trên quê hương của mình. Đến đây, chuyên mục Cao Bằng tiềm năng phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.